Quan chức Đài Loan cảnh báo các kịch bản đảo bị phong tỏa, tiết lộ hiếm hoi về kế hoạch thời chiến. Lượng gạo dự trữ hiện tại của Đài Loan, Trung Quốc đủ để hỗ trợ trong ít nhất 7 tháng và kế hoạch phân phối gạo thông qua các trạm cung cấp trên khắp hòn đảo đang được triển khai. Theo hãng tin Reuters, vào hôm 22 tháng 10, Đài Loan, Trung Quốc đã đưa ra những thông tin chi tiết hiếm hoi về kế hoạch lương thực thời chiến của mình, cho biết họ đang kiểm kê hàng tháng các nguồn cung cấp thiết yếu như gạo và đảm bảo chúng được lưu trữ đúng cách trên khắp hòn đảo trong trường hợp bị đại lục phong tỏa. Tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực của Đài Loan vào năm 2023 đã giảm xuống còn 30,3%, mức thấp nhất trong 18 năm, theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Nông nghiệp trên đảo. Ảnh Reuters. Trung Quốc nhấn mạnh Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẽ được thống nhất, không loại trừ bằng giải pháp quân sự. Bắc Kinh trong 5 năm qua đã triển khai các hành động quân sự gần như hàng ngày xung quanh hòn đảo này, bao gồm các cuộc tập trận thực hành phong tỏa và tấn công các cảng. Bắc Kinh cho biết, cuộc tập trận mới nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, TELA, xung quanh hòn đảo được tiến hành vào tuần trước có tên gọi Liên hợp lợi kiếm 2024B, bao gồm việc phong tỏa các cảng và khu vực quan trọng cũng như tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ. Sau cuộc tập trận của TELA, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Wellington Khu ngày 23 tháng 10 đã cảnh báo, một cuộc phong tỏa thực sự của Trung Quốc đại lục đối với đảo Đài Loan sẽ gây ra hậu quả sâu rộng đối với thương mại quốc tế. Ông Khu nhấn mạnh rằng, ngay các cuộc tập trận và diễn tập hoàn toàn khác với một cuộc phong tỏa, cũng như tác động của chúng đối với cộng đồng quốc tế. Theo đó, dữ liệu cho thấy 1/5 lượng hàng hóa toàn cầu đi qua eo biển Đài Loan và một cuộc phong tỏa sẽ gây ra hậu quả vượt ngoài phạm vi đảo này. Theo CNN, trong khi cuộc tập trận kể trên chỉ kéo dài một ngày, hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan vẫn tiếp tục. Đảo Đài Loan dự trữ gạo đủ dùng trong 7 tháng. Trong một báo cáo về các biện pháp chuẩn bị ứng phó với lệnh phong tỏa của Trung Quốc đại lục mà Reuters đã tiếp cận được, Cơ quan Quản lý Nông nghiệp Đài Loan cho biết họ đã đảm bảo rằng các kho dự trữ gạo có thể đáp ứng nhu cầu trên 3 tháng như quy định của chính quyền và rằng nguồn cung cấp lương thực được dự trữ trên khắp hòn đảo nhằm mục đích giảm nguy cơ bị tấn công. Cơ quan này cho biết lượng gạo dự trữ hiện tại của Đài Loan đủ để hỗ trợ trong ít nhất 7 tháng và kế hoạch phân phối gạo thông qua các trạm cung cấp trên khắp hòn đảo đang được triển khai để phòng trường hợp xảy ra khủng hoảng lương thực. Cơ quan Quản lý Nông nghiệp trên đảo cho biết, trong thời gian phong tỏa, nhiều đất nông nghiệp hơn sẽ được sử dụng để trồng lúa, đồng thời cho biết thêm rằng họ cũng sẽ ưu tiên trồng khoai lang, đậu nành và rau tươi, cũng như sử dụng nhiều ao hơn để nuôi trồng thủy sản. Trong trường hợp không thể đánh bắt cá biển, cơ quan này cho biết lượng thức ăn dự trữ cho cá của hòn đảo sẽ đủ để hỗ trợ nuôi cá trong ao trong hơn 3 tháng. Cơ quan này cho biết họ đang có kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm để đảm bảo an ninh lương thực bằng cách kiểm kê hàng tháng các nguồn lương thực của hòn đảo. Theo Reuters, vốn có một nền nông nghiệp phát triển trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ từ năm 1895 đến năm 1945, đảo Đài Loan đã trở nên phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu cho phần lớn nhu cầu lương thực của mình vì đất nông nghiệp đã bị chiếm dụng để xây dựng các nhà máy trong quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng bắt đầu từ những năm 1960. Tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực của Đài Loan vào năm 2023 đã giảm xuống còn 30,3%, mức thấp nhất trong 18 năm, theo báo cáo trước đó của Cơ quan Quản lý Nông nghiệp trên đảo. Trung Quốc đại lục tăng sức ép lên Đài Loan. Trong một báo cáo riêng lẻ về công tác chuẩn bị cho cùng một kịch bản bị phong tỏa, Cơ quan An ninh Đài Loan cáo buộc lực lượng mạng của Trung Quốc đại lục đang mài dũa kỹ năng xâm nhập vào cơ sở hạ tầng trực tuyến quan trọng như viễn thông nhằm gây bất ổn cho hòn đảo bằng thông tin sai lệch. Ngoài ra, trong 2 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung gần đảo Đài Loan từ 3 đến 4 lần mỗi tháng, cơ quan an ninh trên đảo cho biết thêm. Theo cơ quan này, số lượng máy bay tiếp dầu được PLA sử dụng để tiếp nhiên liệu trên không, tàu đổ bộ và các lực lượng khác tham gia huấn luyện đã tăng dần. Cơ quan này cho biết, điều này cho thấy rõ ràng rằng Bắc Kinh đã tiếp tục gia tăng răn đe quân sự đối với Đài Loan trong nỗ lực thiết lập lệnh phong tỏa và kiểm soát các tuyến liên lạc trên biển với bên ngoài của hòn đảo. UAV Ukraine tấn công loạt nhà máy chân cất đặc sản Nga, hé lộ lý do mục tiêu phi quân sự bị nhắm tới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.